Sau hơn một ngày chờ đợi, vào chiều qua ngày 22 tháng 6, hàng trăm xe nằm chờ vải thiều Thanh Long đã được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Điều này khiến cho các doanh nghiệp thở phào nhẹ nhõm khi hàng hóa tránh hư hỏng. Phía lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai tích cực hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan một cách nhanh nhất. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai bố trí lực lượng cán bộ ngay tại khu vực cửa khẩu để làm thủ tục cho doanh nghiệp ngoài giờ hành chính. Các lực lượng chức năng ở đây hết sức tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi có thể là làm các thủ tục để xuất hàng đi nhanh nhất và tạo điều kiện rất tối đa cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bên cạnh dù là tạo điều kiện nhưng mà các lực lượng chức năng cũng đảm bảo hết được sức hết là tốt những cái quy trình để có thể đảm bảo được kiểm soát được dịch bệnh rất là tốt. Và lúc nào thì vải cũng sẽ được ưu tiên xuất trước, sau đấy các mặt hàng nông sản sau. Tại cửa khẩu Kim Thành, quy trình phòng chống dịch đã được nâng lên một bước với việc thành lập các chốt kiểm dịch ở tất cả các lối ra vào. Bất cứ ai ra vào khu vực cửa khẩu này đều bắt buộc phải khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe. Các lái xe từ ngoài vùng dịch vào bắt buộc phải có giấy test nhanh tại chốt kiểm dịch km 237 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Họ sẽ cách ly tạm thời ở 3 khu vực trong cửa khẩu quốc tế Kim Thành. Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng giữa hai bên liên tục trao đổi thông tin về tình hình diễn biến dịch nhằm đưa ra phương án tối ưu trong hoạt động thông quan hàng hóa. Cụ thể, những trường hợp mà phía bên Hà khẩu có những cái nghi vấn liên quan đến dịch bệnh qua cửa khẩu thì đã kịp thời trao đổi với thông tin với cả phía Việt Nam. Và phía Việt Nam sau khi tiếp nhận thông tin thì cũng đã tổ chức kiểm tra và trả lời kết quả với phía Hà khẩu để cho cả hai bên cùng có những cái thống nhất về quan điểm trong xử lý các vấn đề đối với cả quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu. Phía nước bạn đang tích cực tuyển dụng đội ngũ lái xe trung chuyển mới để đẩy nhanh năng lực thông quan. Tính đến nay, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai đạt 2,08 tỷ đô la, tăng 42% so với năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng riêng quả vải thiều được xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành vẫn đạt gần 40.000 tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020.